Chào mừng quý vị quay trở lại cùng với Molly trong bản tin cập nhật tình hình thế giới 24 giờ qua trên kênh The Second Post. Các tên lửa của Nga đã tấn công các tòa nhà dân sự ở cảng Odessa bên biển đen của Ukraine và khu vực phía đông Donetsk trong đêm, giết chết ít nhất 6 người, quân đội Ukraine và các quan chức địa phương cho biết vào đầu ngày hôm nay. Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình vào thành phố Odessa, bộ chỉ huy phía nam của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết. Quân đội cho biết trước đó hai tên lửa đã bị phá hủy trước khi bắn trúng mục tiêu. Cuộc tấn công đã khiến một trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, khu dân sự, cơ sở thực phẩm và cửa hàng trung tâm thành phố đã bị hư hại. Bộ chỉ huy miền Nam cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Quân đội cho biết thêm, ba người thiệt mạng đang làm việc tại nhà kho của một chuỗi bán lẻ khi một quả tên lửa bắn trúng, khiến nó bốc cháy, bảy người bị thương ở đó. Việc thu dọn đống đổ nát vẫn đang tiếp tục, quân đội cho biết có thể có người ở dưới. Sergei Brechok, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Odessa, đã đăng một đoạn video và các bức ảnh cho thấy các tòa nhà nhiều tầng bị mất một phần tường và cửa sổ bị thổi bay, cũng như các nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa ở nơi có vẻ là một nhà kho. Thống đốc Pavlo Kirilenko cho biết trên Facebook trong một cuộc tấn công tên lửa khác, các lực lượng Nga đã giết chết ba thường dân ở khu vực Donetsk phía đông Ukraine. Ông cho biết hai người đã thiệt mạng ở Kramatorsk và một người khác ở Konstantynivka. Các tên lửa đã đánh trúng các ngôi nhà ở thành phố và gây ra thiệt hại đáng kể. Ở Kramatorsk, ít nhất 5 nhà dân bị phá hủy và khoảng 20 ngôi nhà bị hư hại. Ở Konstantynivka, hai ngôi nhà bị phá hủy và 55 ngôi nhà bị hư hại. Ông nói, lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã phá hủy 3 tên lửa và 9 máy bay không người lái trong đêm tổng thư ký nato nhận định rằng phản công của ukraine đang có bước tiến trên chiến trường hy vọng động thái này có thể thúc đẩy đàm phán hòa bình Ukraine càng giải phóng được nhiều lãnh thổ thì họ càng có nhiều quyền lực hơn trên bàn đàm phán. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại tòa Bạch ốc ngày 13 tháng 6. Người đứng đầu NATO cho biết với sự hậu thuẫn từ phương Tây, Ukraine đang có tiến triển trong cuộc phản công nhằm đẩy lùi Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát. Ông Stoltenberg nhấn mạnh hoạt động quân sự này là cách để đạt đòn bẩy đàm phán. Tuy nhiên, Ông cũng từng nhận định với CNN rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ rất khó khăn. Tổng thống Biden nói phản ứng của NATO với cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga đã khiến cho liên minh ngày càng mạnh mẽ. Chúng tôi đã tăng cường sức mạnh cho sườn đông của NATO, tuyên bố rõ ràng rằng sẽ bảo vệ từng tất đất của liên minh. Tôi xin nhắc lại lần nữa, cam kết của Mỹ với điều 5 của NATO là không thay đổi. Ông Biden nói, đề cập tới điều khoản phòng thủ chung của liên minh. Thưa quý vị, ông Stoltenberg mô tả quyết định ủng hộ Ukraine của phương Tây là một phần của chiến lược lớn hơn nhằm duy trì ổn định trên toàn thế giới. Cuộc chiến của Nga không chỉ là nhằm vào Ukraine, mà còn nhằm vào các giá trị cốt lõi của chúng tôi và những người dân tự do khắp mọi nơi. Do đó, Tổng thống Vladimir Putin không được thắng trong cuộc chiến này, bởi nó không chỉ là thảm kịch với người dân Ukraine, mà còn khiến thế giới nguy hiểm hơn, ông nói. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày thông báo gói viện trợ vũ khí hạng nặng và đạn dược mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine nhằm bổ sung nguồn cung cho Ukraine trong chiến dịch phản công lớn. Thưa quý vị, Tổng thống Lukashenko cho biết Belarus bắt đầu nhận được vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga, sớm hơn so với thông báo trước đó của ông Putin. Chúng tôi đã nhận được tên lửa và bom từ Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Nga Russia One ngày 14 tháng 6. Những quả bom này mạnh gấp 3 lần bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Theo Tổng thống Lukashenko, việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus là mong muốn của ông, không phải do Moscow áp đặt. Vì không ai trên thế giới muốn gây chiến với một cương quốc hạt nhân, và tôi cũng không muốn bên nào gây chiến với chúng tôi. Có nguy cơ nào như vậy không? Có, tôi phải vô hiệu hóa nó. Tổng thống Lukashenko nói thêm rằng ông sẽ không do dự ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có sự gây hấn nhằm vào Belarus. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có đầu đạn nhỏ được thiết kế để sử dụng trong một cuộc tấn công hạn chế trên chiến trường thay vì phá hủy quy mô lớn. Moscow và Minsk ngày 25 tháng 5 ký thỏa thuận về triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những khí tài mang vũ khí hạt nhân chiến thuật gồm tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M và cương kích Su-25. Ông Putin hôm 9 tháng 6 nói Nga sẽ triển khai vũ khí vào đầu tháng 7 sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng. Belarus giáp ba nước thành viên NATO và Litva, Latvia và Ba Lan. Mỹ và Liên minh châu Âu-EU lên án thỏa thuận nói động thái khiến căng thẳng khu vực leo thang nguy hiểm. Washington mô tả kế hoạch của Moscow là khiêu khích, vô trách nhiệm, nhưng cho biết Mỹ chưa có lý do nào để điều chỉnh chính sách hạt nhân của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba, 13 tháng 6, đã cảnh báo rằng lực lượng vũ trang Nga thiếu khí tài quân sự họ cần để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh tại Ukraine. Đồng thời, ông Putin cũng khẳng định Moscow đang tăng cường sản xuất vũ khí để bù đắp sự thiếu hụt này. Hôm thứ Ba, 13 tháng 6, khi phát biểu tại một cuộc họp với các blogger ủng hộ chiến tranh, ông Putin đã thừa nhận rằng trong tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt, rõ ràng đã đang có sự thiếu hụt nhiều thứ như đạn dẫn đường chính xác, thiết bị thông tin, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, vân vân. Chúng ta có những thứ đó, nhưng không may là chúng ta không có đủ, ông Putin nói theo hãng tin Interfax. Tổng thống Nga nói thêm rằng cũng như Tron, quân đội Nga cần vũ khí chống tăng hiện đại và xe tăng hiện đại. Đồng thời, ông Putin tuyên bố rằng sản xuất vũ khí nội địa đã tăng gấp 3 để phục vụ cho chiến trường trong khi nhu cầu thiết bị quân sự tăng gấp 10. Theo tờ Wall Street Journal, việc thiếu đạn dẫn đường chính xác đã đang ngăn cản cuộc xâm lược toàn diện của Nga, ngăn cản quân đội Nga tấn công vào các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa. Thay vào đó, lực lượng vũ trang Nga đã đang phải sử dụng các drone điều hướng kém, chẳng hạn như drone Shahed 129 do Iran sản xuất, và thậm chí đã phải sử dụng tên lửa hải quân chống hạm để tấn công vào các tòa nhà dân sinh. Một báo cáo do Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế xuất bản hồi tháng 4 cho thấy rằng các chế tài của phương Tây đang ngăn chặn Nga mua các phụ tùng cần thiết để sản xuất vũ khí tiên tiến. Trong khi chất lượng của thiết bị quân sự do quân đội Ukraine sử dụng tiếp tục được cải thiện nhờ vào viện trợ từ phương Tây thì chất lượng vũ khí của Nga tiếp tục kém đi. Báo cáo của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế phân tích ở chiều hướng ngược lại, trong những tuần gần đây, Kiev đã đang nhận được một số xe tăng từ phương Tây, trong đó có Challenger 2 của Anh Quốc và Leopard 2 của Đức. Thưa quý vị, người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê đầy quyền lực của Nga Wagner hôm thứ Ba cho biết, ông không chắc liệu người của ông có tiếp tục chiến đấu ở Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gay gắt với Bộ Quốc phòng sau khi chiếm được thành phố Bắc Mút của Ukraine hay không. Không rõ Yevgeny Prigozhin nghiêm túc đến mức nào vì các quân Wagner đã chứng tỏ mình là một trong những lực lượng hiệu quả nhất của Nga ở Ukraine, mặc dù chịu tổn thất nặng nề, trong khi bất kỳ nỗ lực nào của anh ta nhằm rút lui khỏi cuộc chiến đều có thể bị các quan chức ở Moscow coi là phản quốc. Về công việc tiếp theo của công ty quân sự tư nhân Wagner ở Ukraine, tôi không chắc rằng chúng tôi sẽ làm việc cụ thể ở Ukraine. Prigozhin trả lời câu hỏi của giới truyền thông Đan Mạch. Các tay súng Wagner cũng đã tham chiến ở châu Phi và Trung Đông, nơi họ vẫn còn một số hợp đồng. Sau trận chiến kéo dài nhiều tháng ở thành phố Bắc Mút phía đông, nơi hàng chục nghìn người thiệt mạng, tháng trước Prigozhin đã rút binh lính của mình để nghỉ ngơi và tập hợp lại. Prigozhin từ lâu đã mâu thuẫn với Bộ Quốc phòng về khả năng lãnh đạo, chiến thuật yếu kém cho đến tình trạng thiếu đạn dược. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 6 thông báo tất cả đơn vị quân tình nguyện phải ký hợp đồng với cơ quan này trước 1 tháng 7. Theo bộ này, quyết định này nhằm tăng tiềm năng chiến đấu và hiệu quả của các đơn vị quân tình nguyện trong lực lượng chính quy cũng như xây dựng cách tiếp cận thống nhất với nhiệm vụ quân sự. Prigozhin nhanh chóng nói rằng Wagner sẽ không ký bất kỳ hợp đồng nào với bộ, mặc dù họ nói rằng những hợp đồng như vậy sẽ mang lại cho các nhóm tin nguyện tư cách pháp lý cần thiết để hoạt động. Kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng hôm thứ ba đã phát sóng một báo cáo nói rằng ba lữ đoàn tin nguyện giấu tên và bốn đơn vị tin nguyện đã ký hợp đồng với bộ. Bộ Quốc phòng hôm thứ hai cho biết họ cũng đã ký hợp đồng với nhóm Ahmad của lực lượng đặc biệt Chechnya, thường được gọi là quân đội riêng của Ramzan Kadyrov, lãnh đạo vùng Chechnya của Nga. Thưa quý vị, thảm kịch thương tâm vừa xảy ra ở Nigeria khi một chiếc thuyền chở khách quay về từ đám cưới bị lật úp trên sông ở bang Kwara, khiến 103 người thiệt mạng. Phát nguồn viên cảnh sát bang Kwara, ông Ajayi cho biết chiếc thuyền bị lật trên sông Niger vào rạng sáng ngày 12 tháng 6. Chúng tôi đã ghi nhận 103 người chết và giải cứu hơn 100 người, ông Ajayi nói. Usman Ibrahim, dân địa phương, cho biết chiếc thuyền chở nhiều người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, Quay về sau một đám cưới qua đêm ở làng Ebody bàn Niger lần cận. Thuyền bị lật lúc khoảng 3 giờ sáng nhưng vài tiếng sau, người dân địa phương mới biết. Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đang tiếp diễn, thương vong có thể tăng. Ajai nói, đến chiều 13 tháng 6, giới chức và người dân địa phương vẫn tìm kiếm các thi thể trên sông. Niger là một trong những sông lớn nhất Nigeria và là tuyến thương mại quan trọng người dân thường xuyên giao thương đi lại trên con sông này bởi hạ tầng đường bộ ở Nigeria còn hạn chế. Tai nạn tàu thuyền cũng xảy ra phổ biến ở chiều cộng đồng hẻo lánh trên toàn quốc. Hầu hết các vụ tai nạn là do chở quá tải, tàu thuyền bảo dưỡng kém. Giới chức cũng nỗ lực cấm người dân đi thuyền trên sông vào ban đêm để ngăn tai nạn, Sông thường bị phớt lờ. Hồi tháng 5, 15 trẻ em đã chết đuối trong vụ lật thuyền trên sông ở bang Sokoto, Tây Bắc Nigeria. Năm 2022, 76 người thiệt mạng trong một vụ lật thuyền khác ở giữa trận lục ở Enembra. Kính thưa quý vị, bản tin của chúng tôi đến đây cũng sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi đến cuối chương trình. Mô Ly kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Mong là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.